Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn cơm với chân giò heo nha mọi người nha. Giò heo, chân giò heo nha mọi người nha. Đây là cơm nha mọi người nha. Giờ mình sẽ ăn nha. Mời tất cả mọi người ăn của mình nha. Chân giò heo này mình kho tàu nha, kho với xả, ớt, hành, tỏi. Đây là nước mắm cay nha mọi người nha. Ngon quá mọi người ạ. Đây là măng nha mọi người nha.
cay quá. Bỏ cơm vào đây dễ ăn hơn. Mềm quá mọi người. Thịt luộc quá là mềm luôn.
Thank you.